Xã Thanh Bình, huyện Dũng Liêm là một trong những vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm này, nước có nồng độ mặn vượt ngưỡng an toàn đối với loại cây này đã xâm nhập đến địa phương. Cụ thể, tại Giàm Bình Thủy, trên địa bàn xã, độ mặn cao nhất đo được là 3 phần ngàn. Tại Giàm Thanh Lương và Giàm Thanh Bình, độ mặn cao nhất đo được lần lượt là 2,6 và 2,8 phần ngàn. Địa phương đã đóng các cống trên địa bàn để ngăn mặn trữ ngọt chỉ đạo các bộ nông nghiệp xã và hội nông dân hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, đặc biệt là các vườn sầu riêng. Thanh Bình là một trong những xã của quyền Dũng Liêm bị ảnh hưởng đầu tiên khi nước mặn xâm nhập. Trong năm qua, xã được trên đầu tư hoàn thành 3 cống ngăn mặn ở Ba Giàm, nên việc ứng phó xâm nhập mặn thuận lợi hơn. Xã Thanh Bình có hơn 600 hecta trồng sầu riêng. Năm 2023, nhờ trồng sầu riêng được giá nên nông dân có thu nhập rất cao, nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên 68 triệu đồng một năm.